ý chí, bằng cả sức lực của họ. Chúng con cảm ơn Chúa vì điều đó. Lạy Chúa, trên này xin Chúa cứu trắng chúng con trong dòng huyết của Ngài. Có điều gì không đẹp lòng Chúa, từ trong suy nghĩ, trong thái độ, trong hành động của chúng con, xin Ngài cất ra khỏi. Để rồi lòng chúng con được trắng trong đến với Chúa trong giờ này. Mà không có điều gì ảnh hưởng khi chúng con học lời Chúa và tâm trí chúng con hướng về Chúa và tập trung vào một mình Ngài mà thôi. Và nhất là Chúa bày tỏ để chúng con hiểu được chân lý, hiểu được những điều mầu nhiệm, hiểu được những điều mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng con trong 9 giờ phút này. Con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng vào học tin lành hôm nay trong sự hướng dẫn, sự tế trị của Chúa, và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúng ta sẽ học trong ngày hôm nay và tuần kế tiếp nữa, đó là Matthew đoạn 23. Đây có thể nói là đoạn kinh thánh mà chúng ta thấy rằng Chúa nói những lời rất nặng nề với những người Pharisee, với những thầy thông giáo. Và vì sao Chúa lại nói điều đó? Và Chúa nói điều đó có ý nghĩa gì? Và bài học gì cho mỗi chúng ta hôm nay? Và đó là điều mà chúng ta cùng nhau học trong buổi tối hôm nay. Chúng ta cùng xem câu thứ nhất. Chúng ta đang học về cuộc tranh luận của Chúa với kẻ thù của Ngài. Và cuộc tranh luận này xảy ra vào ngày thứ mấy trong tuần chức vụ cuối của Chúa Giêsu? Thứ ba. Ngày thứ ba, đúng rồi. Và chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong tuần lễ thánh. Thật ra tuần lễ thánh thì đã qua rồi, nhưng mà trong bài học thì chúng ta vẫn ở trong tuần lễ thánh. Và chúng ta mới bước đến ngày thứ ba thôi. Và chúng ta còn rất nhiều điều để học. Và trong ngày thứ ba thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã kể ba ẩn dụ. Trong cuộc tranh luận này thì Chúa đã kể ba ẩn dụ. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại. Thứ nhất là ẩn dụ về hai người con. Rồi ẩn dụ về người thuê vườn nho. Rồi ẩn dụ về tiệc cưới. Và trong cuộc tranh luận này thì những người Pharisee, những người Sadducee đã tìm cách để bắt bí Chúa, tìm cách để gài 7 ngày qua 4 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là có nên nộp thuế cho Caesar, và thứ hai là sống lại. Vì cớ người Sadducee không tin có sự sống lại. Và thứ ba, điều răn nào là điều răn lớn hơn hết? Và thứ tư, đó là con của vua David. Và chúng ta cùng xem hình của giáo sư của mình. Vì toàn bộ quyền năng thuyết phục của Ngài cũng không thay đổi được kẻ tù, nên Chúa Giêsu đã đưa ra lời kết án nghiêm khắc và vạch trần thói giả hình của họ để làm lời cảnh báo cho các môn đồ khỏi xa vào các lỗi này. Ok. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là đấng quyền năng. Chúa Giêsu có thể làm được tất cả mọi sự. Và chỉ bằng lời phán của Chúa thôi thì Kinh Thánh ghi lại rằng mọi sự đều hiện diện. Chúng ta hãy tưởng tượng trước khi dựng nên trái đất này thì Kinh Thánh ghi lại rằng vả đất vô hình và trống không. Không có gì cả, không có mặt trời, mặt trăng, không có trái đất, rồi không có hàng tỷ tỷ các hành tinh, rồi cũng không có nước, không có biển, không có cây cối. Mọi sự đều không có gì cả. Và chỉ bởi lời phán của Chúa Giêsu mà thôi, thì mọi vật đều được dựng nên. Và con người cũng được dựng nên.
Như vậy lời phán của Chúa có một uy quyền rất lớn lao. Nhưng mà tại đây, bài học lại nói rằng toàn bộ quyền năng thuyết phục của Ngài cũng không thay đổi được những con người đó. Những người Pha-si, những thầy thông giáo, những người Pha-si. Và tại sao như vậy? Nếu lời của Chúa có quyền năng đến như vậy, lời phán của Ngài có thể dựng nên cả vũ trụ này, thì vì sao lời phán của Chúa lại không thuyết phục được những con người đó? Mà chúng ta thấy rằng Chúa vẫn ban cho con người ý chí tự do. Và con Chúa ban cho con người có quyền để lựa chọn, có quyền để quyết định. Một là tin Chúa, hai là từ chối Ngài. Một là chọn sự sống đời đời, hai là chọn đi vào sự hư mất đời đời. Một là chọn đứng về phía Chúa, hai là chọn đứng về phía Satan. Một là chọn làm những điều tốt đẹp, hai là chọn làm những điều xấu xa. Và Chúa ban cho con người quyền tự do để quyết định. Chúa không muốn chúng ta trở thành những robot, những người máy. Và Chúa lên cái phần mềm, Chúa viết cái phần mềm sẵn và cài đặt sẵn. Và rồi chúng ta làm theo. Như vậy thì sự cưa rỗi chúng ta thấy không có giá trị. Tình yêu không có giá trị. Phải không? Nếu mà Chúa đã cài đặt sẵn rồi thì đương nhiên mỗi sáng người máy sẽ tự động nói con yêu Chúa. Và Chúa bảo ngươi có tin ta không? Thì người máy sẽ trả lời rằng con tin Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời của con. Không. Chúa không muốn những con người như vậy, Chúa không muốn những cái máy. Nhưng mà Chúa muốn mỗi chúng ta sẽ tự trong tấm lòng của mình nói với Chúa rằng con yêu Ngài và con muốn nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời của con. Cho nên Chúa có quyền năng trong lời nói, nhưng mà Ngài không ép buộc chúng ta phải vâng theo lời Ngài. Dĩ nhiên Chúa có quyền làm điều đó, nhưng mà Chúa không làm. Và đó là lý do mà chúng ta thấy rằng ngay cả sứ đồ Judas Iscariot ở bên cạnh Chúa Giê-xu thì ông cũng đi vào sự hư mất đời đời. Và chúng ta cũng đừng ngạc nhiên khi có nhiều người được nghe giảng tin lành, nhiều mục sư đến để làm chứng và rồi họ vẫn không tin Chúa. Và câu đầu tiên mà bài học nói rất đúng. Chúa có quyền năng, nhưng mà Chúa vẫn ban cho con người quyền tự do lựa chọn. Và ngay cả chúng ta khi tin nhận Chúa, chúng ta vẫn có cái quyền tự do lựa chọn đó. Chúng ta vẫn có thể có quyền tự do để chọn lựa vâng lời Chúa hay là không vâng lời Ngài. Bây giờ chúng ta cùng đọc trong Matthew đoạn 23. Chúng ta cùng mở ra trong Matthew đoạn 23 từ câu 1 đến câu 7. Mời thì Thủy sẽ đọc lớn tiếng từ câu 1 đến câu 7. Dạ, tôi xin đọc thi thi Matthew 23, Đức Chúa Giê-xu cách người Pha-ri-si. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Vậy hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi. Nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, sụt cái tua áo cho dài, luôn ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, cuốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Dạ, tôi báo hả mục sư? Dạ, các bạn. Dạ, rồi. Cảm ơn chị Thủy. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời. Chúa Giê-xu đang lên án ai nắng nề như vậy trong câu 2? Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Người Pha-ri-si thông giáo. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Và lúc này thì Chúa đang nói chuyện với ai? Chúa đang nói chuyện với đồng dân. Đúng rồi.
Chúa đang nói chuyện với đoàn dân và các môn đồ của Ngài. Và chúng ta phải nhớ rằng người Pharisee là lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Lãnh đạo tôn giáo của dân Israel. Và Chúa đang nói đến thầy của họ. Chúa đang nói đến những người lãnh đạo tôn giáo của họ. Chúa đang nói đến những người lãnh đạo tâm linh của họ. Và họ có địa vị thẩm quyền nào? Họ ngồi trên ngai của Mô-xe. Họ ngồi trên Mô-xe. Dạ. Họ ngồi trên ngai của Mô-xe có nghĩa gì? Là đó là thầy Rabbi. Dạ. Tức là họ muốn ngồi ở ngôi cao nhất, ngồi ở vị trí lãnh đạo. Người Do Thái tin người Pharisee là môn đồ thật của Môi-se. Đây là điểm mà chúng ta cần nhớ. Đối với người Do Thái, họ rất kính trọng và ngưỡng mộ người Pharisee. Người Do Thái tự hào họ là con cháu của Abraham và đương nhiên họ được vào thiên đàng. Họ hội đủ điều kiện để vào thiên đàng. Và họ xem người Pharisee là những người vào thiên đàng trước tiên, là những người rất vinh dự để được vào thiên đàng, vì họ thấy rằng người Pharisee đã nghiêm chỉnh vâng theo lời của Chúa, giữ từng ly từng tí, rồi theo lời Chúa rất là nghiêm ngặt. Cho nên đối với họ, người mà xứng đáng được vào thiên đàng phải là những người Pharisee và những thầy thông giáo. Vì vậy họ tin, thứ nhất, người Pharisee là môn đồ thật của Môi-se. Và điểm thứ hai, người Pharisee là người được Đức Chúa Trời giao phó để chăn giữ bầy chiên là dân Israel. Hai điểm mà chúng ta cần nhớ. Và người Pharisee rất được danh hiệu tôn kính nào? Đó là được người Do Thái gọi là Rabbi. Rabbi, thầy, thầy ơi. Và khi người Do Thái gọi danh hiệu đó thì họ rất thích. Và họ muốn người khác tôn họ làm thầy, gọi là Rabbi. Vậy Chúa bảo môn đồ làm gì? Và họ phải làm điều người Pharisee nói, nhưng đừng làm điều mà người Pharisee làm. Và chúng ta học thì chúng ta sẽ hiểu vì sao mà Chúa Giê-xu lại nói như vậy. Câu 3. Người Pharisee không thực hành điều nào. Trong câu 3. Vậy hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ. Vì sao vậy? Vì họ nói mà không làm. Điều mà họ dạy thì các ngươi làm theo, nhưng mà đừng làm theo điều mà họ làm. Bởi vì họ chỉ nói nhưng mà không làm. Và nếu các ngươi làm theo điều họ làm thì sẽ hoàn toàn sai với lời Chúa. Như vậy, sự giảng đạo của người Pharisee thiếu sót trầm trọng. Thiếu sót trầm trọng theo phương diện nào? Câu trả lời chúng ta đã biết rõ, đó là họ đã không thực hiện điều mà họ đã giảng dạy. Và Chúa Giê-xu lập tức nêu ví dụ cụ thể của tình trạng này. Trong sự giảng đạo của họ, người Pharisee đã đặt điều gì trên vai dân chúng? Gánh nặng. Câu 4. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta. Và
chị Thủy đã trả lời rất đúng, đó là người Pharisi đã đặt gánh nặng. Gánh nặng chưa đủ, mà gánh nặng khó chịu. Đôi lúc cái gánh nặng đó nó nặng thiệt, nhưng mà chúng ta cũng cố gắng để mang được. Nhưng mà gánh nặng mà nó khó chịu thì không thể mang được. Và Kinh Thánh nói rằng họ đặt những gánh nặng khó chịu trên vai của dân chúng. Nhưng họ đã không làm gì được với các vấn đề này. Trong câu 4, đó là điều gì? Thân mang những gánh nặng này. Họ đặt gánh nặng khó chịu trên vai người khác, nhưng riêng phần họ thì sao? Không mang. Thì họ không mang những gánh nặng này. Và câu trả lời của bài học, chúng ta nhớ thêm cái chữ không vào đó. Đó là đích thân họ, thì họ không mang những gánh nặng này. Và Kinh Thánh nói rằng còn mình thì không động ngón tay vào. Chắc cái gánh nặng đó trên vai của người khác và bắt họ phải mang. Nhưng mà về phần của họ, ngay cả ngón tay họ cũng không động vào. Người Pharisi thêm lời truyền khẩu loài người của họ vào lời Chúa. Lời truyền khẩu là gì? Lời truyền khẩu có nghĩa rằng khẩu là miệng. Phải không? Lời truyền khẩu có nghĩa là lời nói của người đi trước truyền cho người đi sau, và cứ thế truyền cho đến đời của họ. Gọi là lời truyền khẩu. Và những lời truyền khẩu này bao gồm rất nhiều quy tắc, điều luật mà họ nghĩ sẽ giúp dân sự vâng giữ luật pháp. Chúng ta biết rồi, những người Pharisee họ ngồi lại với nhau và suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng mất không phải vài ngày mà nhiều năm. Để làm gì? Để thêm vào lời của Chúa. Ví dụ, luật pháp của Chúa bảo chúng ta phải giữ ngày Sa-bát và phải làm ngày đó nên một ngày thánh. Và Kinh Thánh cũng bảo rằng trong ngày Sa-bát đừng làm việc chi. Hãy dành trọn ngày đó để thờ phượng Chúa, tìm kiếm Ngài. Đó là điều mà luật pháp hay là cựu ước ghi lại. Những người Pharisi ngồi lại với nhau và bàn thảo xem điều gì nên làm trong ngày Sa-bát và điều gì không nên làm trong ngày Sa-bát. Và rồi chúng ta thấy bài học ghi rất rõ. Người Pharisi thêm vào hơn 1,000 luật lệ phải làm hoặc đừng làm trong ngày Sa-bát. Đây là điều mà Kinh Thánh không có ghi. Nhưng mà họ ngồi lại và họ suy nghĩ xem điều gì phải làm, điều gì không làm. Và họ có hơn 1,000 luật lệ như vậy. Và họ bắt dân sự phải làm theo. Khi đứng ra đi giảng dạy thì họ nói rằng ngày Sa-bát, các ngươi không được làm cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Và mỗi ngày như vậy thì họ nói không biết bao nhiêu luật lệ. Nhưng mà Kinh Thánh nói điều gì? Chúa Giê-xu nói điều gì? Chính họ lại không làm. Và chúng ta nhớ câu chuyện Chúa đưa một điều là họ cứng họng liền. Chúng ta có nhớ không? Chúa nói một ví dụ. Nếu trong ngày Sa-bát mà một con chiên hay một con thỏ của các ngươi bị rơi xuống giếng thì các ngươi sẽ làm gì? Và câu trả lời rằng các ngươi sẽ kéo nó lên. Và chúng ta biết một con chiên hay là một con bò có thể nặng cũng cả 100 kg, hơn 100 kg, phải không? Những con bò mà nó mập nữa nó còn nặng hơn nhiều nữa. Và những người Pharisee thì hợp sức với nhau để kéo cái con bò lên khỏi cái giếng. Như vậy là họ làm việc còn kinh khủng hơn là một ngày bình thường đi làm nữa. Nhưng mà họ lại thấy rằng cái đó là ok.
À, cần phải làm như vậy, cần phải cứu cái con bò, bởi vì đâu có để mất con bò uổng quá mà, cho nên phải cứu con bò. Nhưng mà ở đây thì Chúa nói là gì? Còn ta chữa lành trong ngày Sa-bát, ta làm một việc tốt đẹp trong ngày Sa-bát thì các ngươi lại bắt bẻ ta. Và khi Chúa hỏi như vậy thì họ cứng họng, không trả lời được. Như vậy Chúa Giê-xu mô tả thế nào về loại những gánh nặng mà người Pha-ri-si đang đặt trên vai dân chúng? Đó là những gánh nặng khó chịu, những gánh nặng mà họ đặt ra họ không làm, nhưng bắt người khác phải làm. Nhưng mà trái lại, Chúa Giê-xu bảo chúng ta phải mang lấy loại gánh nặng nào, được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 30. Chắc chắn chúng ta còn nhớ phải không? Nó hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, chúng ta các ngươi được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu, gánh ta nhẹ nhàng, gánh ta thì nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa không có bắt chúng ta phải mang một gánh nặng mình nặng nề như vậy. Chúa nói rằng Chúa tạo ngày Sa-bát là cho chúng ta, để cho chúng ta vui hưởng, để cho chúng ta được đến thờ phượng Chúa, rồi chúng ta được nghỉ ngơi về thể xác của mình, rồi có thời gian với gia đình. Ôi Chúa tạo dựng ngày Sa-bát để cho chúng ta được hưởng phước hạnh, chứ không phải mà như người Pha-ri-si họ làm như vậy. Thì người Do Thái đến ngày Sa-bát họ cảm thấy khốn khổ lắm, phải không? Người phụ nữ đó, họ nói rằng đó là không được chải tóc, không được trang điểm trong ngày Sa-bát, bởi vì làm như vậy là đang làm việc. Ô, và tôi biết rằng những người phụ nữ mà đến ngày thờ phượng Chúa thì ai cũng muốn mình đẹp cả. Nhưng mà rồi thì phải làm sao mà phải làm trước đó. Chứ còn mà sau đó rồi thì sao? Là phải để gương mặt xấu để đến nhà thờ. Ô, bà con, hàng ngàn việc lắm mà. Nên cái ngày Sa-bát nó trở thành một cái ngày nặng nề cho họ, chứ không còn là một cái ngày vui mừng phước hạnh nữa. Và bằng cách vạch trần những lỗi này của người Pha-ri-si, Chúa Giê-xu cũng đang cho thấy điều đúng. Khi mà nói đến những lỗi lầm của người Pha-ri-si, thì nghe xong thì dân chúng biết đâu là điều đúng. Thì Chúa đưa ví dụ là nếu con chiên hay con bò mà bị rớt xuống giếng, thì họ hiểu ngay là điều đúng là điều gì. Và khi Chúa Giê-xu chữa lành cho người bị teo tai hay người bị bại trong ngày Sa-bát, thì họ cũng biết điều đúng là điều gì. Mặc dù người Pha-ri-si nói rằng không được phép, không được phép chữa lành trong ngày Sa-bát, nhưng mà khi mà Chúa vạch trần tội lỗi của những người Pha-ri-si thì dân chúng hiểu ngay đâu là điều đúng. Và trên hết, chúng ta phải tránh lỗi nào khi đang giảng hay giảng? Đó là giảng hoặc dạy nhưng mà không làm. Và xin Chúa giúp cho tôi và quý bà anh chị em, đây là điều rất quan trọng. Áp dụng trong hội thánh, người mục sư giảng mà nếu không làm, có ai nghe được không? Không nghe được, không ai chấp nhận được cả. Và chúng ta cũng áp dụng trong gia đình nhỏ của mình, người cha người mẹ học kinh thánh với con, rồi nói con phải làm điều này, phải làm điều kia, con không được uống rượu, con không được hút thuốc, con không được chơi game, con không được dành quá nhiều thời gian trên Facebook. Nhưng mà rồi thì cha mẹ lại vướng hết tất cả những điều đó. Thì chúng ta nghĩ là con cái nó có nghe không? No way. Không thể nào nó nghe được cả. Con cái ở đây thì không giống như con cái Việt Nam. Nó luôn luôn hỏi là gì? Why? Tại sao? Tại sao cha mẹ làm được mà con không làm được? Ở Việt Nam trước đây thì có khác. Có những người cha không làm, nhưng mà nói thế này: tao là cha, tao bảo mày phải làm. mày hỏi ngược lại tao là mất dạy. Cái đó thì không có đúng rồi, phải không? Cái đó là đôi lúc thời phong kiến của Việt Nam thì còn nói như vậy, chứ còn bên đây nó không được. Và xin Chúa cho chúng ta áp dụng từ trong hội thánh cho đến ban thiếu nhi, ban thiếu niên, nếu Chúa giao cho chúng ta là người hướng dẫn các cháu,
hay là trong gia đình bé nhỏ của mình, Chúa cũng giao cho chúng ta là người dạy dỗ cho các con của mình, thì chúng ta phải làm trước khi mà chúng ta dạy dỗ chúng nó. Nếu chúng ta dạy chúng nó yêu mến Chúa, chúng ta dạy cho chúng nó rằng phải đọc Kinh Thánh, phải cầu nguyện mỗi ngày, phải dành 30 phút để đến với Chúa, thì trước nhất chúng ta phải làm được điều đó. Hoặc là hơn như vậy, thì chúng ta mới có thể dạy cho con của mình được. Nhưng đây chỉ là khởi đầu lời kết án của Chúa Giê-xu. Chúa nói chúng ta nghe thấy rất là nặng. Chúng ta đọc lại trong Ma-thi-ơ 23, chúng ta thấy những lời Chúa nói rất là nặng. Nhưng mà bài học nói rất đúng. Đây mới chỉ là khởi đầu. Khởi đầu. Quý vị còn nhớ trong bài giảng trên núi, Ngài đã cảnh báo rồi về việc làm cho người đã thấy. Có nghĩa rằng Chúa cảnh báo về những việc mà người Pharisee làm để cho người khác thấy. Như là khi cầu nguyện thì cầu nguyện giữa gì? Đám đông. Cầu nguyện tại nhà hội, cầu nguyện tại góc đường, rồi khi bố thí cũng vậy. Để họ muốn làm gì? Cho mọi người thấy, để khen họ. Họ muốn nhận được những lời khen ngợi, sự ngưỡng mộ từ người khác. Và người Pharisee là những ví dụ hàng đầu về điều này. Người Pharisee làm ba điều nào bày tỏ ra động cơ sai trật này? Chúng ta cùng xem. Để bài cả, yeah. Từ câu 5 đến câu 7. Từ câu 5 đến câu 7, chúng ta thấy rằng họ làm ba điều nào. Thứ nhất là họ làm bài da thật rộng. Thứ nhất là họ làm cái thẻ bài da thật rộng. Thứ hai là họ ưa ngồi đâu? Ngồi đầu trên cao nhất. Ngồi đầu trong đám tiệc. Chúng ta biết rằng trong đám tiệc thì vị trí nào là quan trọng nhất? Dĩ nhiên là những người ngồi ở hàng đầu. Tức là hàng ghế danh dự, phải không? Và người Pharisee thì không thích ngồi ở hàng cuối đâu, không thích ngồi ở giữa đâu, nhưng mà phải ngồi ở hàng đầu. Và điểm kế tiếp đó là thích ngồi gì? Thích ngồi cao nhất ở trong nhà hội. Yeah. Trong nhà hội có một chỗ ngồi cao nhất dành cho những người lãnh đạo tôn giáo, thì họ thích ngồi ở tại nơi đó. Và điểm kế tiếp đó là họ thích người ta gọi mình bằng Rabbi, thầy. Nghĩa là thầy. Bây giờ chúng ta cùng xem theo chú thích của Kinh Thánh thì thẻ bài da là gì? Thẻ bài da, chúng ta biết rằng thẻ bài da đó là các hộp để chứa Kinh Thánh, các hộp nhỏ để chứa Kinh Thánh được đeo trên trán và trên cánh tay. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Xuất Y Dư Ký đoạn 13 câu 9. Điều đó sẽ là một dấu hiệu nơi tai ngươi, là một kỷ niệm ghi nơi trán ở giữa cặp mắt ngươi, hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi. Vì Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tơ. Hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi. Vì sao người Pharisee đeo thẻ bài da rộng như thế? Chứng đó mình biết gì là để cho, nhưng mà mục đích của người Pharisee họ đeo thẻ bài da là để làm gì? Để cho mọi người có thể nhìn thấy. Thay vì có thể đeo một cái thẻ bài da nó nhỏ thôi để đựng một cái câu Kinh Thánh ở trong đó, lời Chúa trong đó, thì họ làm một cái
cái thể bài da rồi làm cho nó rộng ra, nó to ra. Để làm gì? Để mọi người đều có thể nhìn thấy cả. Đeo thẻ bài da là phong tục Do Thái bắt nguồn từ lối giải thích theo nghĩa đen, theo xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 13 câu 9. Phong tục này được lặp lại trong Phục Truyền Ngược Lệ Ký đoạn 6 câu 8. Phục Truyền Ngược Lệ Ký đoạn 6 câu 8. Tôi đọc, tôi quyên mạng chị em. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt như ấn chí. Tức là đeo ở ngay giữa trán đây, đeo ở trên cánh tay, để cho thấy rằng người này là một người rất yêu mến Chúa, và lúc nào cũng có lời Chúa ở trong cuộc đời của họ cả. Và đi đâu thì mọi người đều nhìn thấy, oh, anh yêu mến Chúa quá, anh đeo cái thẻ bài da để rồi chứa những cái hộp đựng kinh thánh ở trên trán của anh. Và ở trên cánh tay họ đeo như vậy để cho mọi người thấy và ngưỡng mộ, và họ trầm trồ và nói rằng đây là một người yêu mến Chúa, yêu mến lời của Ngài. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 từ câu 6 đến câu 8, nguyên nhân thật để đeo thẻ bài da là để làm gì? Nguyên nhân thật để đeo thẻ bài da là để nhằm nhắc dân sự giữ lời Chúa trong lòng của họ. Trong lòng của mình. Ý Chúa nói rằng cần phải giữ lời Chúa trong lòng của họ. Nhưng mà người Pharisee thì mang lời Chúa ở đâu? Có phải là mang lời Chúa trong lòng để Đức Chúa Trời nhìn thấy không? Không phải. Nhưng mà họ để lời Chúa ở trên trán và trên tay để làm gì? Để con người nhìn thấy. Không phải Chúa nói họ là đeo ở trên trán và trên tay như vậy đâu. Ý Chúa nói rằng lúc nào lời của Chúa phải ở trong trí, trong lòng, rồi ở trên cánh tay, để các ngươi phải hành động, các ngươi phải làm theo lời của Chúa. Đó là điều Chúa muốn nói. Nhưng mà họ diễn giải theo nghĩa đen, và rồi họ đeo những cái thẻ bài da đó ở trên trán, trên cánh tay của họ. Bây giờ xin đọc Ma-thi-ơ đoạn 23 từ câu 7 đến câu 12. Câu 7 đến câu 12, mời chị Thủy tiếp tục đọc Ma-thi-ơ đoạn 23 từ câu 7 đến câu 12. Ma-thi-ơ 23 từ câu 7 đến câu 12. Chú người ta mình bằng muốn người ta chào mình giữa chợ và người ta gọi mình bằng thầy, nhưng các ngươi đừng chuyện người ta gọi mình bằng thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy và các ngươi hết thảy đều là anh em. Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ là đấng Christ. Xong ai lớn hơn hết trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và các người Pharisee và kẻ giả. Cái câu 12. Dạ rồi. Bây giờ mình tiếp tục ha. Ok. Người Pharisee đã được mất lý do thật để đeo thẻ bài da thế nào. Thế họ cũng tìm những ngai cao và để được gọi bằng danh xưng quan trọng với cùng một động cơ sai trật ấy. Vì vậy, trong câu 12, Chúa cảnh báo môn đồ đừng để người ta gọi mình là thầy, Abi. Đừng để người ta gọi mình là cha, hay là gọi mình là thầy. Vì sao vậy? Vì sẽ có cái nguy cơ là xa vào sự kiêu ngạo này. Khi người khác gọi mình là Rabbi hay là cha, rồi xưng lại bằng con, rồi gọi bằng thầy, thì dễ lắm mà con người chúng ta sẽ kiêu ngạo.
để rồi rơi vào cái bẫy giống như là người Pharisee vậy. Và đó là lý do mà Chúa muốn ngăn con người, để con người không có sa vào tội lỗi như người Pharisee đã phạm. Và trong nước trời thì Chúa nói rằng người lớn nhất lại là một người gì? Lại là một người đầy tớ. Người lớn nhất là một người khiêm nhường hạ mình. Và Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một tấm gương thật lớn lao, vĩ đại về sự khiêm nhường hạ mình. Và Chúa Giêsu là một đầy tớ. Chúng ta nhớ trường hợp nào không? Rửa chân cho môn đồ. Đúng rồi. Đó là Chúa rửa chân cho môn đồ. Và Kinh Thánh ghi lại rằng Chúa đã lấy nước đổ vào chậu và rồi rửa chân. Và tôi có hỏi rằng để rửa chân cho môn đồ thì có thể đứng ở trên mà rửa được không? Không thể được. Mà muốn rửa chân thì phải làm gì? Phải quỳ gối xuống. Phải quỳ gối xuống và phải khum cái đầu xuống thì mới có thể rửa chân được. Và chúng ta biết rằng công việc rửa chân cho người khác là công việc của một người đầy tớ, công việc của một người nô lệ. Ngay cả một người Do Thái bình thường cũng không làm điều đó. Và Chúa Giêsu đã làm điều đó. Công việc của một người đầy tớ, của một người nô lệ, quỳ gối xuống, hạ thấp mình xuống, cúi khum người xuống, cúi đầu xuống để rửa chân cho môn đồ của mình. Và Chúa để lại một tấm gương là như điều Chúa nói. Chúa đến không phải để người ta hầu việc hay là phục vụ Ngài, nhưng mà Chúa đến để phục vụ người khác. Và thậm chí Chúa còn phó chính mạng sống mình vì cớ con người. Và Chúa để lại một tấm gương vâng phục là tuyệt đối, cao cả nhất, mà không có một người nào trên thế giới này có thể sánh được cả. Và nếu con người chúng ta có làm được cũng không sánh được với Chúa. Vì sao vậy? Vì con người với con người là vật thọ tạo với vật thọ tạo. Nhưng mà Chúa Giêsu là đấng tạo hóa nhưng mà làm điều đó cho vật thọ tạo. Chúng ta thấy có một vị vua nào mà quỳ gối xuống rửa chân cho thường dân không? Không bao giờ có. Huống chi là vua trên muôn vua, là đấng dựng nên cả vũ trụ này, lại quỳ gối xuống để làm điều đó. Và vì vậy mà trong câu 12 tiếp tục như thế này, kết cục của người Pharisee sẽ là gì? Đó là họ sẽ bị hạ xuống. Lý do là họ tự nâng mình lên địa vị cao nhất. Thì Chúa nói rằng họ sẽ bị hạ xuống. Và ai sẽ được tôn cao trong nước của Đức Chúa Trời? Kẻ đó là những con người khiêm nhường hạ mình. Và đến đây thì tôi muốn ngừng lại một chút để mỗi chúng ta suy xét đời sống của mình. Và chính mình tôi cũng phải suy xét đời sống của mình ngay trong giờ phút này. Có bao giờ chúng ta tự cao và muốn hơn người khác, muốn trỗi hơn người khác và muốn hạ người khác xuống? Nhưng mà ở đây thì chúng ta học được bài học là người nào tự tôn mình lên thì trước sau gì Chúa cũng sẽ hạ người đó xuống. Nhưng mà người nào khiêm nhường hạ mình, có tinh thần đầy tớ, có tinh thần khiêm nhường hạ mình như Chúa Giêsu thì sẽ được Ngài cất nhắc lên. Trong Philip đoạn 2 nói rằng Chúa Giêsu đã vâng phục, thậm chí chịu chết, chịu đóng đinh trên cây thập tự. Và cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu Christ, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất phải đều quỳ xuống. Vì sao Chúa được điều đó? Thứ nhất, Chúa đã khiêm nhường đến điều, đã hạ mình đến điều, và thậm chí là bị đóng đinh trên cây thập tự giá, chịu khổ hình, chịu đau đớn nhất, sỉ nhục nhất. Và khi Chúa sống lại, thì Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên trên hết mọi danh.
Một người khiêm nhường hạ mình như vậy thì được Đức Chúa Trời cất nhắc lên địa vị cao trọng hơn hết. Và xin Chúa giúp cho tôi và quý mạng chị em sẽ theo tấm gương của Chúa để có một sự khiêm nhường hạ mình tốt cùng như vậy, để được Chúa nhắc lên. Đó là điều mà Chúa muốn thì Chúa làm cho chúng ta, chứ chúng ta không tự nhắc mình lên. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại một chút. Có điều nào mà các thầy thông giáo và người Pharisee rất thích nhưng với những động cơ sai lầm? Đó là muốn đeo cái thẻ bài da rộng lớn cho rộng, đúng rồi. Và thứ hai là tìm gì? Rồi chỗ cao, tìm cái chỗ cao nhất, tốt nhất, chỗ hàng đầu, rồi được người ta gọi là thầy, Rabbi. Rabbi. Và họ có động cơ nào cho những điều này? Để làm gì? Để cho mọi người đều khen ngợi, để ngưỡng mộ họ. Và bằng cách phơi bày những lỗi này của người Pharisee, Chúa Giê-xu đang dạy môn đồ lượng giá sự dạy dỗ và nếp sống của họ. Loại lượng giá này được mô tả trong thơ Hebrew đoạn 5 từ câu 13 đến câu 14. Đó là phân biệt giữa điều thiện và điều lành. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta ngừng ở tại đây. Vì nếu học tiếp thì nó sẽ qua một cái phần khác. Và chúng ta không còn bây giờ nữa. Phần lượng giá chúng ta sẽ học trong tuần kế tiếp. Nhưng mà ở đây chúng ta cùng ôn lại những điều mà Chúa dạy dỗ chúng ta. Và chúng ta thấy là người Pharisee đôi lúc có thể chúng ta lên án họ, nhưng mà hãy suy xét lại đời sống của mình, dễ lắm. Có những điều chúng ta nói nhưng mà lại không làm. Hay là chúng ta dạy cho người khác nhưng mà chính mình không làm. Hay là gần nhất là chúng ta dạy cho con của mình nhưng chúng ta lại không làm. Và trên một phương diện thì chúng ta cũng giống như người Pharisee, đó là nói mà không làm. Và điểm thứ hai, đó là họ rất kiêu ngạo. Họ tìm mọi cách để nâng mình lên. Và Chúa nói rằng những người nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Nhưng nếu chúng ta có một tinh thần khiêm nhường hạ mình như Chúa Giê-xu, tinh thần của một người đầy tớ phục vụ cho người khác, thì Chúa nói rằng những người khiêm nhường đó, Chúa sẽ nâng họ lên. Và một hình ảnh rất hay, đó là người càng khiêm nhường càng hạ mình thì nguồn nước của phước hạnh sẽ tuôn chảy đến nơi đó càng nhiều. Cái nơi càng thấp thì nước sẽ tuôn chảy càng nhiều. Phước hạnh sẽ tuôn đổ đến nơi càng thấp, thật thấp thì sẽ nhận được nhiều nhất. Nhưng mà người tự nâng mình lên nằm ở trên cao thì nước không chảy đến nơi đó được. Phước hạnh không có đến những cái nơi đó. Và những nơi đó trở thành khô khan, bị héo hon, bị khô hạn. Và xin Chúa cho chúng ta có tinh thần giống như Chúa Giê-xu, tinh thần của một người đầy tớ khiêm nhường hạ mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thâu nguyện theo sự dạy dỗ mà Chúa ban cho. Và ai trong chúng ta được sự cảm động hay là một điều nào đó chúng ta học được, chúng ta cứ cầu nguyện ngắn theo cái sự dạy dỗ của bài học thôi. Rồi người khác có thể nhìn được một khía cạnh nào đó và muốn cầu nguyện, thì người khác cũng có thể cầu nguyện với Chúa trong giờ phút này. Chúa ơi, cũng lớn tiếng cảm tạ Ngài, Chúa đã dùng đầy tớ của Chúa để mà hướng dẫn dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài trong quyển cuộc đời Chúa cứu thế. Con cảm ơn Chúa những điều này. Chúa ơi, xin cho chúng con luôn hiểu biết cuộc đời của chúng con luôn hạ mình để mà tìm kiếm Ngài, chứ không phải như những người Pharisee. Họ làm những điều mà đeo gánh nặng cho những đoàn dân, mà đeo cách khó chịu, mà họ không thể nói được điều đó do những người Pharisee. Họ luôn luôn muốn người ta tôn trọng họ, để người ta gọi họ bằng thầy hoặc là Rabbi, và ưu ngồi những trên cao và đeo những nhãn da
thể da, trên trán, trên tay để cho người ta thấy là họ rất hiểu biết lời của Chúa, nhưng mà họ rất hiểu điều đó, nhưng mà họ không có làm những điều. Cho nên Chúa Giêsu đã nói với họ, các ngươi hiểu biết ta lắm, nhưng các ngươi là các ngươi xa cách ta. Hãy chúng con hiểu được những điều này, hãy cho chúng con đừng có kiêu ngạo hay là cứ làm những sự mà cho là mình cái điều gì mình cũng biết hết tất cả. Cho chúng con luôn luôn hạ mình xuống để mà phục vụ như Chúa Giêsu đã phục vụ với môn đồ, đã rửa chân cho môn đồ. Chúa nói khi trong các ngươi ai muốn làm lớn thì phải làm đầy tớ. Chị luôn luôn cho chúng con làm những điều này, Chúa ơi. Thế là chúng con bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài, qua lời của Ngài, vì lời của Ngài chẳng chúng con đến sự hiểu biết và sự sáng. Lời của Ngài dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Con cảm ơn Chúa qua lời của Ngài buổi tối hôm nay. Chúa đã dùng đệ tớ của Chúa, một sứ đoàn anh Tấn, đã giảng dạy cho chúng con để học hỏi lời của Ngài rất là sâu nhiệm, rất là tỉ mỉ. Con ngợi khen Chúa, xin Chúa Ngài tiếp tục sức dầu trên đầy tớ của Chúa, ban cho đầy tớ của Chúa một sứ đoàn anh Tấn luôn được ơn của Ngài, và mở lòng chúng con ra ăn nuốt lời của Ngài, vì lời của Ngài là thức ăn tục linh cho mọi chúng con hàng ngày để bước đi theo Chúa ngày càng vững vàng. Lời Chúa là trao dấu của chúng con. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm ơn Chúa vô cùng về bài học của tối hôm nay. Chúa ơi, chúng con khi chúng con thấy Chúa đã trách cứ những người Pharisee vì họ đã thêm vào lời của Chúa, họ chất những gánh nặng cho dân sự mà chính mình họ không mang nổi, và cũng họ cũng không muốn mang, họ cũng không muốn làm, nhưng mà họ chỉ thêm vào để bắt người khác phải làm. Chúa cho chúng con có được ngày Sa-bát để chúng con được thờ cùng Chúa, để chúng con được nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi, và chúng con có thời gian gia đình. Nhưng mà họ lại đặt ra những điều mà làm cho dân sự cảm thấy ngày Sa-bát không còn là một ngày được vui thỏa, được thờ phụng Chúa nữa, nhưng mà ngày đó trở thành một gánh nặng quá nặng cho họ, và họ không cảm thấy được muốn có ngày Sa-bát để thờ phụng Chúa. Và Chúa ơi, được nhiều điều mà họ đã thêm vào lời của Chúa. Cười Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con được nhắc nhở qua bài học này. Chúa dễ lắm mà nhiều khi chúng con hướng dẫn, dạy dỗ con cái của chúng con phải làm điều này, phải làm điều kia, nhưng mà rồi chúng con lại thiếu sót, chúng con không làm những điều đó. Nhiều lúc chúng con nghĩ rằng Chúa trách cứ những người Pharisee, Chúa lên án họ, nhưng mà dễ lắm, đó cũng là điều mà Chúa muốn dạy dỗ mỗi một chúng con. Nhiều lần chúng con cũng đã thêm hay bớt lời của Ngài, hay chúng con cũng có những hành động, có những lời nói, có những việc làm giống như là người Pharisee vậy. Chúa ơi, giờ này điều nào chúng con bất phải, xin Chúa tha thứ cho mỗi một chúng con, để chúng con biết ăn năn những điều đó trước mặt Chúa, để chúng con sống một đời sống đẹp lòng Ngài. Chúa ơi, đừng để chúng con cứ nhìn cái gương và chúng con thấy chúng con có lỗi lầm rồi chúng con lại quên đi và cứ tiếp tục làm những điều đó. Chúa nói lời của Chúa như một tấm gương, nhưng mà chúng con soi vào, chúng con thấy những cái gì sai phạm của chúng con thì chúng con phải biết ăn năn một cách hết lòng và từ bỏ những điều đó, để rồi chúng con sống một đời sống đẹp lòng Chúa, chứ không phải như những người giả hình chỉ lấy lời Chúa, lấy nghe làm đủ rồi quên đi và cứ tiếp tục học lời Chúa ngày qua ngày, nhưng mà rồi đời sống của chúng con nhìn lại thì chúng con không lớn lên chút nào. Chúa không muốn nhìn thấy cây của chúng con toàn là lá, nhưng mà Chúa muốn nhìn thấy những cái trái xung xuê ở trên cái cành của chúng con. Và Chúa muốn chúng con mỗi ngày càng sai trái hơn nữa, càng kết quả hơn nữa. Chúa ơi, xin Chúa tha thứ mỗi một chúng con những yếu đuối, bất toàn trên đời sống của chúng con, cho chúng con biết ăn năn, biết làm theo lời của Chúa. Chúa nói người nào nghe lời Chúa mà làm theo thì giống như là chúng con cất nhà của mình trên bần đá. Dù có mưa sa, cơn tôm, bão tố thì ngôi nhà đó vẫn đứng vững vàng. Còn nếu chúng con nghe lời của Chúa mà chúng con không làm theo thì giống như chúng con cất nhà trên cát mà thôi. Chỉ cần một cơn gió mạnh thì cái căn nhà đó nó cũng sập nữa, chứ không phải chờ đến mưa hay bão. Tôi xin Chúa cho chúng con nhớ lời của Chúa và luôn làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con hành kính cầu nguyện nhân Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.
chúng ta sẽ cầu nguyện chung. Lạy Cha, chúng con cũng còn xin Cha, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội mình cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi mọi điều ác. Vì nước, vì vinh hiển, vì đời Cha đời đời vô cùng. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus.